đúng lên chưa? Đúng lên. Đúng. Chơi lên nào. Nào, chơi lên nào. Không. Đúng nhận đấy cho tao. Nhưng mà mày đánh con này, con này là đi để đánh. Giật mình cái gì? Vừa mới nhổ một đống lông tai xong, nhỏ nước mắt cho xong, ngoáy lông tai bây giờ lại đi để đánh rồi. Ôi, yêu thương chúng mày à. À, à. Hai đứa đứng nguyện để tao nhá. Hiểu gì không? Con này thì lúc nào như kiểu là tội lắm mép nhưng mà đại lắm. Có con này nữa học đòi cả buổi sáng hôm nay chơi đến tận giờ này đi để một con xòe biết ngay mà tao biết ngay mà mỏi chân thì phải đứng lên, không có khuỵu cái gì cả, đứng lên hư gì đó điền hết cả người ra bố của mày gì hả? Con này thì chưa biết sợ đúng không? Con này thì dê rồi, đứng lên nhanh. Ôi giời. Các kêu cao gái nào có trang điểm lung linh cho lên mạng mà.